Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ giới thiệu các bạn trận chung kết của nhánh thua đánh trong vòng 6 của giải cờ tướng Olympic năm 2022. Trong ván cờ trận đầu tiên, bên đỏ đi tiên là danh thủ Ung Dương và người cầm bên đen là Bạch Miêu Tô Dung Trinh. Xin mời các bạn cùng đón xem.吃吃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 吃
吃 吃。吃吃吃吃吃吃Và tiếp theo sau phần cờ cho bình sẽ qua lỗ 6 để tấn công điểm mã đến từ bên đen thì trong bối cảnh trên hai cao thủ đồng ý vào cờ. Các bạn thấy ngay đến tiếp bên đỏ có thể cho lợn mã qua thôi, hình cờ là cân bằng ngay. Sau đây xin kính mời các bạn cùng đón xem ván cờ nhanh của hai anh. Đây là ván cờ bên đỏ đi tiên là thành thủ Tuấn Tú Trinh và Uông Dương anh sẽ cầm bên đen.
吃 吃 吃 吃 吃 吃 Và tiếp theo sau phần cờ tấn công rất hay đến từ bên tiên của tuyển thủ Tùng Tùng Trinh, anh cho nhấc vào qua bắt xe, thì trong hình cờ tre của Hùng Dương anh bị hết thời gian và bị xử thua. Các bạn thấy ngay dù còn thời gian, đây vẫn là hình cờ rất khó đi dành cho bên đen. Trong hình cờ tre chúng ta cùng nhau phân tích qua. Đánh tiếp mà cho thoát xe đi thì sao? Hình cờ hơn quân dành cho bên tiên, các bạn thấy ngay tự không thể bắt xe, như vậy là thua ngay. Trong một phương khác dành cho bên đen, phó 3 thế 1. Đánh như vậy thì bên đỏ có thể cho tiền phó qua để bắt cây ngay. Một đường cờ tấn công rất hay dành cho bên đỏ. Các bạn thấy ngay có thoát phó đi để tránh đòn. Lập tức bị vật chiếu ngay và bắt qua mã. Hình cờ hơn quân và ưu thế rất lớn dành cho bên tiên của tuyển thủ Tô Tung Trinh. Trong một phương khác các bạn sẽ cùng đoán xem bên đen có thể cho bình phó qua thì sao. Bình pháo chiếu. Đánh như vậy thì bên đỏ có thể đơn giản cho vách xích qua. Bởi các bạn thấy ngay, tôi ăn qua thì không hay. Khi đó bị bên đen có thời cơ cho bình xe chiếu ngay bắt pháo của bên tiên. Mặc dù vậy khi đánh hình trên thì bên đỏ có thể cho vách xích qua để phòng thủ ngay. Bên đen có cho phế pháo vật sĩ, thì có thể lập tức cho tiền pháo qua để làm khó ngay. Các bạn thấy ngay có thu mã về có thể vật tượng chiếu tướng để tấn công. Bên đen có trò thoái sĩ về có thể lập tức cho phần cờ sĩ 4-5 để bắt hơn quân đến từ đỏ của tuyển thủ Tùng Tùng Trinh. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đầu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.